Rồi, ok, xin chào các anh em. Lại là Vũ đây và Vũ đến từ công ty HCE. Thì cũng như những cái clip trước, anh em đã cũng đã thấy qua đoạn intro hồi nãy rồi. Vũ đã cho anh em xem tổng quát của cái tủ. Thì bây giờ Vũ sẽ trước tiên chúng ta sẽ nhìn qua catalog trước ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi từng chi tiết từ chi tiết một và cũng như là những cái thứ xung quanh của cái tủ. Thì tủ này là tủ bạc. Bạc này được sản xuất tại Đài Loan và bên Vũ cũng nhập khẩu trực tiếp về luôn. Thì anh em thấy ở đây cái mã sản phẩm của nó là 50217 ở trên đây, thì anh em có thể sử dụng cái mã này để mà vào trang web của bạc hentun.com để mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về sản phẩm này. Thì cái tủ này chúng ta sẽ có là màu tông chủ đạo của nó là màu đen và có những cái khung nhựa xung quanh để giảm chấn. Thì kích thước của nó ở đây, anh em có thể thấy ở đây chiều ngang của nó là 7.6, rộng là 520 và chiều cao tổng thể của nó tính luôn cả bánh xe là 980mm. Và ở đây chúng ta sẽ có tủ này là tủ 7 ngăn, thì sẽ có là 6 ngăn có chiều cao là 75mm và một ngăn cuối cùng là 150mm. Đây là chiều rộng và chiều ngang của nó 575 và 308. Thì ở đây ngoài ra anh em có thể thấy rằng là cái tổng khối lượng thô của nó đạt ở mức là 59.3kg và khối lượng mà chúng ta đóng gói, tổng khối lượng của nó khi mà về tại Việt Nam thì nó là 62.3kg. Đây, ở đây rất rõ đây ha. Và Vũ sẽ để những thông số này trên website, anh em có thể vào đó và tham khảo thêm. Thì ngoài ra ở đây anh em có thể thấy thêm một số chi tiết như là ở đây tủ này là tủ trống, tủ không có tuôn. Thì ở đây bạc vẫn có một số loại tủ rất là hay, rất là đẹp cho sử dụng cho anh em. Và những cái tủ có thể đi kèm theo tool, ví dụ như ở đây cũng là cái tủ 7 ngăn và nó sẽ đi kèm theo là 254 chi tiết ở đây. Và anh em có thể order riêng, order chung cái tủ kèm với tool, hoặc là anh em có thể order riêng những cái khung tool như vậy về những cái này. Thì những cái mà khung như vậy, những cái bộ tool như vậy, Vũ đã có một số bài review ở những cái bộ mà đang có sẵn tại HC. Anh em có thể vào HC Tool tại YouTube để mà xem thêm. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận của cái tủ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần trên cùng của tủ anh em. Ok, anh em có thể thấy ở đây bạc đã phủ lên trên cùng của cái tủ một cái lớp cao su rất dày và được làm mặt theo phẳng sần. Cho nên là cái vấn đề ở đây là anh em có thể để những cái vật dụng ở đây mà không lo sợ bị trơn trượt. Và lớp này rất dày và cực kỳ cứng, cực kỳ chắc chắn luôn. Ngoài ra cái điểm hay ở phía trên cái tủ này anh em có thể thấy ở đây, độ rơ rất thấp. Vũ nhấn rất là mạnh ở đây nhưng mà nó không hề có dấu hiệu bị lõm xuống bên trong. Đó, anh em có thể nghe thấy không? Nó rất là chắc chắn, cho nên việc vấn đề mà anh em có thể để vật nặng ở trên đây đó là điều khả thi, chứ không phải như một cái số hàng khác là nó sẽ làm một, nó sẽ lót một cái tấm kim loại ở trên và nó hỏng. Như vậy thì nó sẽ làm giảm cái khối lượng mà chúng ta để cho mặt bàn đi. Nhưng mà đối với bạc thì làm rất là chắc chắn và không hề có cái độ nhúng ở đây luôn. Đó, đó là phần trên. Và ở đây anh em có để ý xung quanh bốn góc của tủ được phủ những cái thanh bằng nhựa. Cái này bằng nhựa, tất cả đều bằng nhựa. Và cái thanh nhựa này nó giúp cho, thứ nhất là giúp cho cái tủ này thể được chắc chắn hơn, thứ hai là chống được va đập. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi qua phần phía dưới. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần bên hông của tủ. Anh em có thể thấy ở đây tủ được làm một lớp mặt phẳng và đây là một cái tấm kim loại ở phía ngoài, cũng không có được dày lắm. Nhưng mà cái vấn đề thứ nhất là anh em có thể thấy ở đây nè, khi mà Vũ nhấn mạnh vô, hoàn toàn cái độ rơ rất thấp, dù là nó chỉ là một cái tấm kim loại rất là mỏng. Thì ở đây anh em có thấy ở đây chúng ta sẽ có là bốn vị trí để bắt ốc. Thì đốt bốn vị trí bắt ốc này nó sẽ dùng cho bắt tay nắm, thì tùy theo cách anh em muốn bắt ở đâu, bên trái hay bên phải thì đều được anh em, tại vì hai mặt hai bên giống nhau hoàn toàn, không khác nhau cả. Và ở đây có những cái lỗ để mà anh em có thể tăng diện tích sử dụng lên. Anh em có thể treo những cái vật dụng xung quanh đây, mua thêm những cái móc treo về để mà treo những vật dụng trên đây, tăng diện tích lên. Và điều này, thứ nhất là tấm kim loại này rất là chắc chắn, cho nên anh em có thể yên tâm bỏ khá nhiều vật dụng ở đây mà không lo về vấn đề bị cong, bị bay, cực kỳ cứng và không hề có độ flex,
không hề có độ nhúng của nó luôn. Rồi, ở phía bên này anh em có thể thấy là Vũ đã bắt sẵn một cái tay nắm ở đây rồi. Tay nắm ở đây thì được phủ phía ngoài là bằng nhựa và phía trong là bằng thanh kim loại. Đó. Và cũng có như phía bên đối diện nó sẽ cũng có bốn cao ngóc ở phía bên đây. Và Vũ đã bắt thẳng ở đây rồi. Và được bích lại, nhìn rất là đẹp ha. Và y chang như phía bên kia vẫn có những cái lỗ, và đặc biệt những cái tấm này rất là chắc chắn luôn, không hề có cái độ nhúng, không hề có cái độ lỏng lẻo ở đây. Cho nên là anh em có thể tăng thêm diện tích sử dụng ở phía hai bên hông bằng những cái giá treo ở đây. Ok, đây là phần chân đáy của tủ. Anh em có thể thấy vẫn được bọc xung quanh là bốn cái thanh nhựa để cố định lại bốn góc của tủ. Và ở đây chúng ta sẽ có bốn bánh xe lớn, thì hai bánh xe là cố định và hai bánh xe có khóa và xoay được. Và khóa này thì cũng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà một khi đã khóa thì nó rất là chắc chắn. Anh em thấy nó không hề xoay qua xoay lại luôn, không thể xoay được luôn. Chứ không phải là đối với những một số bánh xe khác thì nó có thể lúc lắc được, nhưng đối với cái này thì khi mà khóa lại không hề xoay và cũng không hề chạy. Đó, còn lại phía bên này là hai bánh xe cố định, thì tùy theo cách anh em muốn để. Anh em muốn để ở đâu, anh em muốn để bánh xe cố định ở đây cũng được. Chúng ta tháo ra vẫn là thay thế. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng ngăn tủ, và cũng như là chúng ta xem coi là cái độ ổn định của nó hay là cái độ cứng cáp của nó sẽ như thế nào. Từ việc đó là phần quan trọng nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cận cảnh vào từng học tủ của tủ bạc này ha. Thì trước tiên nó sẽ là phía trên cùng sẽ là tổng cộng có 6 ngăn tủ nhỏ, với chiều cao của nó là 7.5mm. Thì cái khu vực chúng ta sử dụng thực tế thì nó tầm khoảng 6.5 mà thôi. Vũ đã đo rồi, khu vực này 6.5, còn lại bề ngang cũng như là chiều sâu ở đây thì đúng theo những kích thước mà nhà sản xuất đưa ra. Thì anh em có thể thấy là ở đây đối với cái tủ này chúng ta sẽ có hai chìa khóa đi kèm. Đây, hai chìa khóa đi kèm để khóa tủ lại. Đó. Rồi, hai chìa khóa đi kèm. Thứ hai, đối với mỗi ngăn tủ, anh em có thể thấy ở đây đều được lót những cái tấm mút nhỏ ở đây. Để lót sẵn tấm mút nhỏ ở đây. Để khi mà anh em chúng ta bỏ vật dụng lên đây thì tránh chảy xước ở phía mặt ngăn, cũng như là để tránh sập sệt những cái sản phẩm ở đây. Và anh em thấy ở đây á, thì chúng ta có thể kéo trực tiếp ra 100% đối với cái tủ này. Đây đây, Vũ cho anh em xem cách mà cái độ chắc chắn của cái tủ. Anh em có thấy hai bên thì đương nhiên là nó có hai thanh đai bên rồi, cho nên sập sệt hai bên thì nó đó là điều bình thường. Nhưng mà anh em có thấy nè, ở đây khi mà Vũ nhúng xuống nó rất là chắc chắn luôn, và nó không hề có cái độ nhúng của cái tấm kim loại ở đây, cực kỳ cứng. Và thiết kế của nó anh em có thấy là nó cũng rất khá là đẹp, rất là gai góc, rất là vuông vức. Phía bên này là một lớp kim loại và phía bên này là một lớp nhựa. Lớp nhựa ở đây thì anh em có thấy, một là anh em có thể dùng tay để mở ra, hai là thì với hộp như vậy anh em có thể bỏ những cái gì, vít, cốt hay là những cái bu lông mà những cái nào mà anh em đang làm việc và anh em cần phải làm việc nhanh thì anh em có thể để lên đây để mà chúng ta thao tác thuận tiện, ra vô lấy ra lấy vô đó. Và có một điểm mà Vũ không thích ở cái tủ này, đó là nó không có cái khóa an toàn. Là sao? Là chúng ta có thể mở hết tất cả các ngăn ra một cùng một lúc mà nó không hề khóa. Nhưng bù lại, anh em có thấy ở đây, trong đây có một cái khớp, thì khi mà đẩy vào nè, đẩy vào đó, nó có một cái khớp giữ rất là chắc đó. Ở đây chúng ta phải giật cái mạnh ra thì nó mới ra. Rồi còn về vấn đề ra vào của tủ thì anh em thấy nó rất là nhẹ nhàng luôn đó, rất là nhẹ nhàng. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ chiếu cận cảnh vào cái thanh ray để mà anh em nhìn rõ được hơn cái thanh ray của cái tủ này là như thế nào. Rồi đây là thanh ray của từng ngăn tủ. Thì anh em có thể thấy ở đây nó là một cái lớp thép rất là dày ha, và khá là chắc chắn. Đó, xung quanh đây thì được bọc một lớp nhựa để mà nó tránh va đập cũng như là làm giảm cái vấn đề chảy xước của cái ngăn tủ này. Và cái trọng lượng ở đây thì bên nhà sản xuất họ không có cho Vũ biết là cái trọng lượng, cái tải trọng của nó là bao nhiêu,
Nhưng mà theo vụ đánh giá thì nó ít nhất cũng phải đạt được 35 cho đến 45 kg cho một ngăn như vậy. Rất là chắc chắn. Đó. Rồi, xuống tới hai ngăn cuối cùng, đó là hai ngăn lớn trong tổng số 7 ngăn ở đây. Thiết kế của nó thì cũng giống như những cái khu vực ở trên. Anh em có một cái khu vực để chứa ốc vít ở đây, bù lông ở đây. Rồi, tuy là học to như vậy nhưng mà vẫn chỉ có là một cặp thanh ray mà thôi. Cho nên là cái tải trọng của cái học này cũng tầm khoảng từ 35 cho đến 45 kg mà thôi. Anh em cũng không nên để quá nặng. Thì khu vực này anh em có thể bỏ ví dụ như là những cái cây súng hơi cỡ 1/2 inch đổ lại thì vừa. Và kèm theo đó là những bộ tool ở đây. Và ngăn cuối cùng thì cũng là như vậy. Và mỗi ngăn thì đều có một cái tấm mút lock như vậy. Đó. Ok, vậy cuối cùng Vũ Trinh tóm gọn lại những điểm thích và không thích của cái tủ này. Thì mình nói trước về điểm thích đi. Thì thứ nhất là thiết kế rất là vuông vức, rất là chắc chắn, rất phù hợp với những anh em chúng ta chơi về tool. Chất lượng build rất là cứng cáp. Anh em có thấy hồi nãy như là Vũ đã test về cái độ nhúng, thì hầu như bên phía bên mặt bên hông, phía mặt bàn và cả ngăn tủ cũng không hề có độ flat, không hề có độ nhúng, mà nó rất là chắc chắn ở phía ở đây. Ngoài ra tủ vẫn đi kèm một số thứ cần thiết như là tấm lót ngăn tủ, một cái tấm lót rất dày ở phía trên mặt bàn trên để chống chày xước, và những cái học ngăn dày, những cái học nhỏ ở ngay từng ngăn để mà giúp cho anh em chúng ta thuận tiện hơn khi mà bỏ những cái vật dụng nhỏ vào đây, nhanh lấy và tiện dụng. Rồi, còn về cái điểm không thích. Thứ nhất là về vấn đề nhập khẩu. Tủ này nhập khẩu cũng hơi khá là lâu, cũng phải mất, nếu mà nhập khẩu bình thường cũng phải mất từ 2 tháng trở lên. Cái thứ hai là về giá cả. Thì nếu so mặt bằng giữa những tủ bạc và những tủ trong nước thì sản phẩm này có giá nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà anh em cũng thấy rồi, với chất lượng hoàn thiện, với chất lượng build cũng như cái vẻ bề ngoài khá được chăm chút, thì vấn đề mà giá chúng ta cao hơn một chút xíu thì đó vẫn là một cái gì đó rất là ổn. Ok, còn đối với anh em thì sao? Nếu anh em thấy cái tủ này còn những điểm nào không hay hoặc những điểm nào hay, anh em có thể comment ở phía dưới. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra để theo dõi cái video clip này. Nếu thấy hay thì anh em hãy like, share, subscribe kênh YouTube của HCE. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.